Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình lên cho mấy anh em con game là Tây Du Hữu Lộ nha. Thì con này đã được chìa khóa nha anh em. Sẽ vào Việt Nam nha. Thì con này sẽ free cho mấy anh em là Tun Kim Cương. Đó, rất là ngon nha anh em. Mấy anh em nào muốn Tun full dược phẩm thì phải donate 100k nha anh em. Thì game này là của game 100k mở nha anh em. Thì con này mấy anh em nào mà chơi mà bị tình trạng mà màn hình đen á, thì mấy anh em hãy cài đặt phần mềm giả lập VMod cho điện thoại nha anh em. Còn anh em nào chơi PC á, thì dùng LD Player nha anh em. Đó, thì chơi bằng PC á, dùng LD Player á, là chơi rất mượt nha anh em. Đó, rất là ok luôn. Đó thì con này là free Tun Kim Cương, không giới hạn cho anh em nha. Còn anh em nào muốn Tun full dược phẩm thì donate nha anh em, donate 100k nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Thì trên kênh của mình có video hướng dẫn sử dụng phần mềm VMod nha. Anh em nào không biết sử dụng thì có thể lên kênh mình gõ vào hướng dẫn sử dụng phần mềm VMod nha. Trong hướng dẫn đó thì trong phần mô tả có link Tun phần mềm VMod cho anh em xài nha. Phần mềm đã được rắc xong nha anh em. Đó. Anh em xài rất ok nha. Rồi đây là phần Tun nha anh em. Anh em dùng tên nhân vật để Tun nha anh em. Thì anh em nhập cái tên nhân vật của mình vào nha. Nhân vật của mình là 0K ha. Xong anh em chọn những gói nạp nha. Đó, rất nhiều là nhiều gói nạp và gói quà cho anh em chọn lựa nha anh em. Đó thì anh em nạp vừa phải vừa đủ chơi nha anh em. Hết mình nạp nữa nha. Để server đỡ lắc nha anh em. Đó, đây mình nạp thành công nha anh em, rất là ok nha. Anh em cứ chọn những gói nạp kim cương lớn nhất ha, mình cứ chọn mình nạp nha. Thì mình nạp vừa đủ xài nha anh em. Rồi phần giới thiệu game của mình đến đây xin tạm dừng nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt nha.